anh Thanh. Đâu đâu? Dầu đâu con? Cha con. Đẩy giá này sập té xuống hầm á. Ông hẹp rồi. Ông vô chạy cái ống vòng coi. Rồi con. Ông vòng hút vô coi. Rồi ra chưa? Rồi. Rồi. Để đèn thổi luôn, để đèn thổi luôn, để đèn thổi luôn. Sao thế nghe thôi vậy buồn dữ chậu. Đem ông bán luôn buồn. Buồn dữ vậy. Cả nhà lấy ghe này thôi, giờ cả nhà đem về Cần Giờ nha cả nhà. Rồi, cả nhà. Để ngày tới ngủ. Rồi cả nhà nha cả nhà. Rồi. Lên ra mở dây giùm nha cả nhà. Ngủ tạm biệt. Chết luôn á ông cứu nội. Cả nhà vậy đi cả nhà. Ôi không lái được, dây kìa, dây dưới kìa. Chiến dịch kìa, dính chiến dịch kìa. Xin chào cả nhà nha. Thì như cái tiêu đề thì cả nhà cũng đã biết là mình với cha hôm nay ghe đã bán rồi cả nhà. Thì ghe mình với cha kêu cũng khoảng mấy tháng trước rồi đó, 2-3 tháng trước gì đó là mình với cha có kêu là bán ghe rồi. Thì đến giờ là cũng có một người hai cô chú ở bên Cần Giờ không cha? Bên Cần Giờ qua mua ghe. Mua ghe nên là mình với cha quyết định bán ghe luôn. Thì cái lý do bán ghe là như thế này. Cái thứ nhất là do biển giả bây giờ cũng rất là khó có đồ quá nha. Rất là gọi là làm ăn không có được suôn sẻ. Với lại sóng gió này kia. Một phần là đau lưng đó, đau lưng nước mỏi. Cha cũng do nói này đùa xíu là cho cha nhậu nhiều quá nên là xương cốt cũng không được tốt, nên là mình đi cha quyết định bán ghe.
thì mình với cha sẽ dự định là sẽ sắm một cái chiếc ghe nhỏ nhỏ nhỏ. Mình với cha sẽ làm một cái nghề lưới hoặc là câu gì đó để mà tiếp tục làm video cho cả nhà xem. Thì cả nhà muốn mình với cha quay về những cái gì á thì có thể góp ý bình luận, mình với cha sẽ xem và có thể là làm cho cả nhà ơi. Ghe bán rồi, cha yên tâm đi, cha bán chiếc ghe nhưng mà còn rất là nhiều, một tới 100.000 người khán giả yêu quý cha lực, nên là cha cứ yên tâm điều đó. Thì mình cũng không biết nói gì hơn. Cả nhà ráng ủng hộ tôi mốt tôi sắm nhỏ đi quay về, cả nhà ủng hộ cả nhà. Thì cũng rất là nhiều kỷ niệm trên chiếc ghe đó luôn. Mình với cha đi từ rất là lâu rồi, từ cái lúc mới lập cơn tới giờ luôn, rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà thôi thì cái gì cũng qua rồi, cho qua luôn, rồi cố gắng hướng về những cái mới tốt đẹp hơn. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo chân cha con mình trong khoảng thời gian bắt đầu cho đến cái lúc mà nhận được cái nút bạc như thế này, một cái thành quả cũng rất là lớn đối với mình cũng như là cha. Thì hy vọng cả nhà ủng hộ, luôn luôn ủng hộ và theo dõi cha con mình nha. Rồi ủng hộ cả nhà ơi, ủng hộ tôi mốt coi theo cái kênh trực tiếp đi, tôi thì bộ lưới đồ này nọ rồi. Rồi thì cả nhà thì cứ chờ đợi, mình với cha sẽ sắm một chiếc ghe mới nhỏ nhỏ. Bye bye. Chưa hết. Thì cả nhà muốn mình quay về cuộc sống như thế nào thì có thể góp ý cái nghề gì đó. Với lại mình sẽ quay về cuộc sống trên ghe của hai cha con mình vẫn là tiếp tục như thế, như là một cái nghề khác, với lại một chiếc ghe khác thôi, cho nó mới mẻ, với lại hy vọng sẽ hay hơn chiếc ghe này luôn. Xem chiếc ghe này là như là một kỷ niệm đi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà nhớ chờ đón clip mới nhất của cha con mình trên ghe mới nha. Đang nhậu nhiều quá, buồn quá, nhậu nhiều quá. Buồn quá cha. Nhà mốt gặp lại cả nhà ơi. Rồi, bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại. Ôi là trời.